Hôm nay chúng ta sẽ chơi cái con mod của Mr. Beast. Con mod trị giá 1 tỷ đô. À, không 1 tỷ, 5 đồng 50.000 đô. Yes sir. Chỉ có 3 người thôi, nhưng mà thằng Lâu nguyên luôn rồi. Bắt đầu đi, rồi lấy gỗ, lấy đồ, lấy hàng đi, 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 lẹ đi. Đây. Quá mất nhiều thời gian rồi, Nghe nè, cầm kiếm sắt chơi luôn nha. Đồ sắt thôi, không cần gì hơn hết. Đánh vô đình là được. Nên số đội tôi mới đầu đá anh em ơi. Anh mới đầu đá à, em ăn đồ kim cương nào em, what fuck, anh đâu phải nạp tiền đâu em. Chủ server ơi. đừng ghiếp nha, tao nói giỡn, đừng có ghiếp tao. Đừng có nạp tẻ nữa. Đi nè anh em ơi. Tới rồi. Tối thui luôn rồi. Ủa nãy có mang heo giường không? No. Không. Ờ sao. Hồi con quên là nó đánh một cái sao checkpoint đi kịp mấy ông nội. Em có 6 len, Rồi ngon, 6 len và 4 thằng hai giường là đẹp. Đâu có ngủ đâu, mình checkpoint thôi. Check ờ đúng rồi, mình cần cái checkpoint thôi. Checkpoint. Yeah. Lẹ anh em ơi, thằng Tấn nó bắt đầu chê rồi đó. Trời tối rồi, anh em ơi, đi xuống hang luôn. Đi, không ở đây nữa, đi xuống hang. Vậy ta xuống hang, ta sống, người ta tìm Warden, cái em sờ bom mà luôn. Ngầu quá. Kè sắt đó, ai còn thiếu sắt lấy sắt đi. Ở đây anh nhủ vô. Lát hồi để con Warden nó target anh, xong rồi anh dụ vô half block. Rồi anh đánh nó, xong rồi tụi quay kiểu sẽ đứng ở trên, tụi quay đặt cái nhũ đó xuống á. Là được. Này nó bị con vô dùng con đánh đi. Xong. Ăn đi em. Dùng bố đi mua sữa rồi bỏ này. Xuống đi ra mình. À, không cho mày lên đâu, mày đừng cố gắng nhảy lên thành ơi. Em lên lấy cái cúp kia. Không. Cố lên. Ha ha ha. Phải 100 block này xuống âm 1 block. Đúng rồi, cái cúp đá đó em thật sự quá là tuyệt vời. Đây thoáng lắm nơi, đây thoáng lắm đây. Không có gì ở đây không? Đi theo kẻ nè. Ở đây hả? Ở đây đầu hẳn xuống hả? Này nó có thi lý nhãn à. Này ngầu quá, này chất quá. Không me nha. Rồi đi theo kẻ đi anh em. Nhỏ kẻ ơi. Nó có bạch nhãn nhìn sân khấu rồi. Âm 8 rồi em ơi, cố lên em, âm 8 rồi em. Sâu lắm rồi đó. Sao mất em nhỏ vậy? Đây. Kim cương em ơi, ấy lộn đá rồi. Rồi xuống luôn, tới luôn. Húp, bú lụm vua đình. Ủa đúng vậy mày. Rồi tới luôn rồi nè đúng không? Rồi tới luôn rồi kìa, chỗ quỷ nè. Ơi tới nè. Ờ tới rồi kìa mọi người. Đồ chịu hồ luôn kìa. Đợi xíu. Hai đồ chịu hồ bên này luôn mày ơi. U vãi thật. Khoan, nguy hiểm lắm. Không xuống được mày ơi. Chỗ này không tiềm năng lắm, chỗ này không thích hợp lắm. Đây anh lên cái chỗ len này đi, anh lên chỗ len này. Bây giờ mình tỉnh đây, mình kiếm được cái chỗ nào mình đứng mình an toàn á, xong mình giết qua định luôn. Hay anh em muốn loot đồ không? Loot cũng được, anh đặt cái giường ở đây. Trời nó qua đè đi mình quá. Giường không? À, chỉ có viên kim cương nó làm được cái kiếm. Ở đâu rồi? Vậy cũng té được. Ôi, xô nhau. Cho anh xin tí gỗ. Chứ mà giúp anh bây giờ. Block đâu? Tôi giúp cái tao. Qua tao lút cái gương kia. Lẹ đi. Chứ mà giúp anh bây giờ. Anh sẽ giúp chúng mày sau này. Sơ đi em tự giúp em thôi. Chứ sao giờ. Ủa, giờ đi lên cái trên này nó vẫn bị. Tối thui rồi. Tối thui chứ nó có spawn. Đúng tối rồi, quá thành không thấy đường luôn á. What fuck? Em không thấy gì luôn, đen thui vậy. Có đen thui hả? Đen vải. Đây, mọi người đi trên lane á, nó không spawn đâu. Biết rồi, mày chỉ vô sẽ tụt với game mày. Trời ơi, cần phải nhắc. Đây là lút gỗ xong rồi chạy. Kè, sao mà chạy bên đó vậy Ken? Theo anh Thành ơi. Cái gì vậy? Nó lỡ rồi. Anh gắn xe đời vô cái đã. Á, xe đời sáng ghê á, gắn vô không thấy đường luôn. Ủa, xe gì? Là tối hơn em. À, tối mệt hai luôn em ơi, tối thui luôn, không thấy đường luôn. Độ sáng 100%. Không nha, bà Nem bị đuổi nha. Ừ, bà Nem không dùng được. Ở gì bà Nem nó phải bị đuổi đâu, bà Nem bà đi rồi, bà tự rồi. Ủa, ừ đúng rồi. Bà có chỗ mới, bà kích tự ao rồi, bà Nem khỏi kích tự ao. Bà tự ao. Bà tìm được chỗ là dũng mới. Yeah, Sider đi gánh tao. Yeah. Rồi, gọi tao là bố đi, tao gánh tụi bay. Mày đứng ở đây hả, lên con nữa kìa. Chết tôi rồi, mẹ ơi, tôi báo quá. Lên đây. Thì tao chạy rồi. Thương kìa. Có em ở đó à? Ở đây. Anh chạy rồi. Tôi quá. Cắm đuốc ở mày à, mày chạy theo cái đuốc của anh á. Bắt nét nó rồi. Đường anh đi có quý nhân phù hộ. Hạnh ơi, mày tin anh không? Tin, đại ca em xin anh. Ở đây có cái chỗ lút gương nhưng mà nó có hai đó. Mà bình tĩnh, vua sinh tồn, xử lý tình huống, đẳng cấp số 1. Trong cái đuốc kìa tính hay anh này. Bình tĩnh em, mấy cái thằng mà đuốc trước thì giúp ích được gì em. Wow. Ngầu quá anh. Mà không có đuốc, có gương em ơi. Ủa? Ê bơi, anh thấy cái lỗ tai di chuyển em ơi. Cằn đấy. Cày thế nhờ, tối quá. Em ngẫm chưa? Chưa, đang trước mặt em luôn nè. Tốt,
nói chuyện luôn. Nữa hả? Nói tao nghe đi. Đang kẹo thét tao đây nè. Này. Mùa đạo. Quá hồn. Khóc vô đầu thằng Ken rồi. Vãi một mẹ. Mày không có giáp thì một vả là đúng rồi em. Anh em lút xong chưa? Lút xong rồi anh em mình đi đi. Anh bắt đầu mình kill Warden đi. Chúng là mới gất kia. Đúng rồi, bắt buộc phải sơ được con Warden. Bây giờ kiếm cái chỗ nào mà cao cao á, phải kiếm cái hố nào cái đã Ken. Anh em mình đi chuẩn bị trước đi. Dạ chỗ kia anh. À ok anh ơi. Cái hố là đẹp. Từ từ, anh cần lấy len để anh chặn cái đồ spawn lại cái đã. Khoan. Ờ, có cái cuốc enchant hay có cái gì chưa? Chạy đi Thành ơi, tao đi trước nha mấy bạn. Ôi bên chỗ kia nó spawn nữa rồi. Ở đây ổn chưa? Rồi anh em mình giờ quay lại cái chỗ đầu tiên của anh em mình đi. Rồi đó anh em mình hợp tác, anh em mình quất cái con vô định. Được. A few minutes later. Nó vẫn cam bằng thành mà, Nó đổ mục tiêu rồi, đổ mục tiêu rồi. Nó đổ thằng không có dép như em rồi. Quế gì? Nghe nói là thằng nào không có giáp vậy xuống nó đập mà chạy. Còn nó gặp ai vậy? Ủa mà anh đánh một phát chết luôn. Mày phải chạy chứ. Hai con Warden lẫn Ken ơi. Gì ai? Ken chưa đếm hả? Mày lẹ quá vậy? Chưa đào cái ấy luôn á. Dẫn ra gẹt hai thằng kia. Hai kia số 7, anh cần chuẩn bị. Phải xin tức rạ. Càng lâu càng tốt anh ta rồi. Từ từ đừng lại con nó. Xong rồi, từ từ nha. Rồi nó hồn một thằng đấm mà chạy vô cái chỗ này của anh nè. Thấy không? Thấy đường của anh không vậy? Đút linh hồn nè. Không thấy gì hết. Có cái đút linh hồn ngay bên dưới luôn, có một cái đút ngay mình quýnh nó xong mà chạy ở đây. Chuyện đi. Rồi đây Ken. Đúng rồi, quýnh nó xong chạy ở đây. Đúng rồi Ken ơi. Hút hồi phục nè em. Đúng rồi, em sơ hút hồi phục liên tục luôn. Cho nó vô. Rồi. Em đánh thằng cái đi. Bỏ xong rồi, đi ra. Lão Nguyên ơi, đặt hạch nhũ được không em? Em xuống dưới đánh thôi. Ăn đi. Em xuống dưới đánh luôn. Đi ra nè, Đây, một người đánh, một người thẻ. Rồi. Một người đánh, em xuống dưới đánh đi, Lão Nguyên. Ê, em gần chết rồi á. Anh đang cố gắng lắm nè. Lão Nguyên ơi, có gì chạy trong nha em. Vô trong em ơi. Vô trong luôn. Không kịp rồi. Chết rồi. Không sao. Chết rồi, quýnh lại cái đó, nó sắp chết rồi, nó yếu lắm rồi. Đây, em đang đánh nè. Quýnh đi, nó chạy đâu, nó target ai vậy? Đây, em đánh luôn. Dạ, nó target anh rồi. Anh chết đây. Ai? Nó sắp chết rồi. Ây da, lắc quá vậy. Nó sắp chết rồi. Dùng mọi cách để giết nó luôn. Phải cho nó chết. Đánh luôn. Đánh này. Để anh. Ôi ơi. Giống đồ dưới kìa. Đâu rồi? Khoan ơi. Đánh cho anh. Đau quá. Nó cần bốn đồ đánh nó cho anh. Cứ đánh thôi. Rồi quên đi, chạy vô. Ok. Tiếp, cứ tới tập nhiệt tình lên chứ đâu. Không còn gì để mất. Hay, nó sẽ chết rồi. Hạnh ơi, cố gắng đi. Lấy chìa khóa đâu. Chạy, quên đợt tới, đợt tới, em cầu nữa kìa. Đi. Không còn gì để mất nữa, đi luôn. Chắc chắn đồ vô. Lấy giường theo. Checkpoint bên dưới. Bên dưới có hai con Warden. Ở đây có len mà, bắt đầu len. Không có lẽ. À có lộn. Cái nó lộn đường rồi, bên đây. Đây. Cái khóa nè. Để mở vô cho. Từ từ, lấy len, checkpoint bên dưới coi. Từ từ, em sợ chết. Anh hát một bài cho bớt căng thẳng đi. Cái cha này ngầu ghê, cái vô comment đánh con Warden này dễ mà, ngầu quá, chất quá. Tụi tôi không có đồ, mấy ông bị gì vậy? Ngầu quá. Đóng sách trong người cái gì? Tụi em phần đồ ấy. Cao cái mũ đâu? Đây, chìa khóa này, anh tôi mở. Gỗ, đây cần gỗ. Gỗ, anh có len rồi, mà anh thiếu gỗ. Gỗ kìa. Gỗ qua đóng đây luôn mà. Đâu? Gỗ nè. Chặt đi. Trời ơi. Hứng đi anh. 12 á, 12 cái giáp. Ê lộn, 12 cái lớp gỗ. Xuống lại đi, bật lớp luôn. Đây. Đánh gây cứng quá. Hội đồng kiểu gì cũng chết, nó mạnh thiệt, nhưng mà anh em mình hội đồng mà. Anh em mình đóng. Ở dưới còn hai con Warden nữa, mình phải chạy qua khỏi hai con Warden nữa. Có dừa áo với mũ không vậy? Xin cái. Không, anh có đúng cái quần cái. Đây em không có gì luôn. Năm sắt này. Mới hai cái giường à. Mở thôi. Anh còn dư đá dư gỗ không?
Mới hai cái giường hả? À? Nhưng mà còn em sợ không? Là em sợ là còn gỗ cho anh xin gỗ, cho anh xin gỗ. Không có đâu. Đây đây đây, còn bảy gỗ đây, còn bảy gỗ đây. Rồi đủ. Biết dân tới thế giới quy định. Đủ. Rồi vô thôi. Đứng gần anh em ơi, đứng di chuyển nha. Go rồi, đứng im, let's go. Đây. Yes sir. Đây rồi. Tôi biết. À, nó bắt em. Tôi biết. Ủa sao bắt tải mày không vậy? Bắt em rồi, mất em rồi. Bắt ai, bắt ai, bắt ai. Mọi người đây. Let's go. Yeah. Yeah. Ủa gì vậy? Ủa? Ủa? Tải rồi. Đây, lắc lắc. Cái kìa. Lắc. Sao? Ủa sao anh mất đồ rồi? Ồ ơ. Sao lão Huy nó ở đây rồi? Lắc rồi. Nó đang ở đây. Đâu đồ mày trước mặt mày, đang đứng trước mặt bọn tao mà. Tôi đợi đồ mất hết rồi. Bay hết vòng rồi đi. Không, tới đây rồi, không còn gì phải hối tiếc nữa. Tôi đợi mọi người, giờ anh Toàn anh đặt giường mình, kiểu mình cách ra mình ngủ thử, em sợ nó nổ á. Ở đây thế giới khác mà. Ừ, thằng Ken nó có lý, từ từ nha, thằng nào tới đi. Khoan, từ từ, đợi anh tới. Ê, từ mình đứng xa. Rồi đó, không, lít vô đi, lít vô đi. Không sao. Yeah, ngon không? Bu không đụng đi. Bôi được. Chắc bôi được không? Anh ơi, trên găng dưới giá còn mỗi cái nón anh ơi. Giờ mình đi theo những cái khối điện đó. Có con quy định đó nha, coi chừng có con quy định á. Kia cho hết toàn kia. Rồi. Đây rồi. Đây rồi, nó đây rồi, nó đây rồi, nó mất đây rồi, nó mất đây rồi. Tôi biết. Internet. Wow. Giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chúng ta phải đi tới cái chỗ này, mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Phải quay to defend. Đấy, giờ chúng ta điểm phải đi chỗ, Ôi, cảm ơn Phúc nhá. Gì á? Đây, đây, đi theo cái đèn rồi nè. Ôi. Cái gì vậy? Hả? Hên không? Tao đi từ từ. Quay đâu? Có con quay định ở đó. Nghèo mới tao biết. Từ từ mọi người để ý luôn nè. Rồi xong luôn, hết đồ. Ôi, nó kêu, ủa, nó kêu là nó đi. Đi lẹ thôi. Đi lẹ luôn. Cái mắt nó bắn. Chủ nhà. Chạy qua đâu, chạy đi. Chủ nhà. Đâu để, nhưng mà giờ mình không có một khí sao. Anh đang không cái boss của tao, đừng sợ. Đây, hôm nay. Nó gầm. Ôi, nó sau lưng kìa. Nó sau lưng kìa em ơi. Em ơi, lẹ đi em ơi. Em ơi, anh ơi. Chạy đi. Có vợ anh Toàn đi, Không phải, anh còn đồ để anh solo giống boss cho. Để anh solo giống boss cho. Anh còn đồ, bóng cung vợ hết đi. Đây, mọi người. Coi chừng. Chạy đi. Lạc quá, coi chừng. Anh không thấy cái quần què gì hết. Đây rồi. Bình tĩnh. Đây, chạy đi, chạy khùng đi chứ sao vậy? Hướng này. Mọi người đi nhanh lên. Ai? Chạy đi, lên xe, lên kia ngồi bắn vô là được. Tâm nó, đừng có kia. Đừng quan tâm nó. Từ em kia. Quay, nó bắn. Chạy đi. Nó bắn kìa. Rồi, anh qua được rồi. Anh qua được rồi. Đây. Quay xuống đây anh Tài ơi. Anh tới rồi. Nó bắn nữa. Anh tới rồi. Chạy thẳng vào cái trắng màu xanh. Một xanh. Anh thấy rồi. Anh là người còn đồ. Anh còn tất cả. Để em leo lên cho. Bắn đi. Bắn đi. Đây rồi. Ôi da, ủa. What? Nó phải súng rồi. Giờ nó lấy súng rồi. Giờ anh em mình phải qua. Để cắt nó. Giờ nó bắt anh em mình nè. Nó bắt anh em mình rồi. Nó gồm anh em đi rồi. Giờ làm thử thách thôi. Ôi, đẹp thế nhờ. Ôi, cái mắt đẹp quá. Tao có xe đờ, tao cay ghê á. Tao xe đờ. Cảm ơn các bạn quay trở lại với The First City. Ok, đây rồi. Giờ mọi người thấy cái hố đen không? Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là bắn vào cái hố đen đó. Chưa thấy gì chưa á. Đây có. Rồi, em đây. Rồi bây giờ nó lắc đen đây. Bây giờ anh ăn cái đã, anh còn đồ để anh cầm cúp anh chơi con boss luôn cho. Lúc mà đánh con quân địch, bốn thằng đánh tới tóc quân địch. Đồ không có cái quần què gì, cố gắng đánh cho bằng được. Hài thật đấy. Không sợ gì luôn. Cái xuống chèo. Anh em còn gỗ không? Anh em còn bài chế tạo không? À quên, mấy này nó mới té vui. Tự nhiên em giận rồi. Ken nó tới giấc. Mình đang ở trên anh Thiên Hà, đâu em đâu vấp. Đang đi cái nó bắn đúng lúc luôn á, tham minh vậy. Nó mới dùng kia, nó mới dùng giật. Nó bắn đúng lúc luôn ấy. Bây giờ nè,
kiểu là anh có bán gỗ sồi sẩm, anh chế tạo ra bài chế tạo thì mình không còn cái gì hết trơn á. Có cây rìu cũng được, cây rìu nó sẽ chặt đau hơn. Nhưng mà em sợ là đánh cái phần con boss kia kìa, nó chịu hồi mấy con kia ra được. Mấy con kia yếu lắm, anh lo được. Cầm cúp anh chơi luôn, cúp tận 4 tấn công luôn em, lo được. Rồi, let's go. Đấy, vô đây em. Bên đây là sẽ là bắt cua, mình sẽ đi bắt cua bằng hơi nước luôn. Đúng rồi, hơi nước. Wow, hơi nước đây ở trên một cái hành tinh nào, coi chừng mắng gát nha nè. Nhiệm vụ mới là mình sẽ lên đỉnh kia. Lên trên kia hả? Đúng rồi. Coi chừng mấy quả bóng của gát nha, mình cháy lâu lắm á. Cái này cứng dữ vậy, cái này cứng như obsidian vậy. Lên đỉnh. Một người cầm kia nha. Trời, lắc điên. Trên cái ô màu đỏ, Lẻ mới. Nó bắn em kìa. Ôi. Con gái gì lại vậy? Chết kìa. Ôi. Anh Thành nó lấy không vậy? Anh lấy rồi. Anh về ơi. Về đi anh em ơi, anh về rồi. Giờ mình phải leo lên lại mình mới được. Anh em phải leo anh lại, bây giờ mới chờ anh em. Cái cổng nào trên lận. Cái cổng, gán lên đi. Trời ơi, gác nó bắn kìa. What the hell. Quay bắn rồi anh ơi, cứu em. Đây rồi, let's go. Lỡ đi. Về hết chưa? Mày con. Đây, em về đây, let's go. Một thằng rồi, hai kia đâu? Đợi hai kia. Có đang chiến tranh bên kia kìa. Có đang gầm bên đó. A few minutes later. Ủa hay rồi. Nó quay về là. Ủa lão quay nó về luôn hả? Hay rồi. Lắp rồi. Nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ tiếp theo là gì em? Mình sẽ vượt, mình sẽ chạy mẹ. Ở đây thì nó sẽ có những cái đây nè. Đây là những cái con. Vậy? Cái lắm. Đánh nó đi, yêu lắm. Bên đây là quả bom đi. Cái màu đỏ đó là quả bom. Ê, chị em. Ủa, nó có tận 2 cái cột kìa. Ờ, thì mình chia ra. Chia ra thành bên kia, Lão Nguyên ơi, đi chung với anh, Lão Nguyên ơi. Anh kia đi, đi chung với anh. Cái này là mình nhảy để mình mở cửa nha anh em. Audition này em. Lẹ Lão Nguyên ơi. Bỏ nhiều quá. Chết trước khi em đi kịp. Lên em ơi. Đâu. Quay lại cái chỗ đó xong nhảy lên em ơi. Xong qua đi em ơi. Nửa tim. Cố lên. Chết quá. Nít nè. Xong rồi. Về em ơi, xong rồi. Có một cọng rồi, để em mở. Mở rồi, em mở rồi nè. Anh mở rồi, bên anh mở rồi. Rồi, mọi người quay lại chỗ kia đi. Giờ nó kêu là Rocken Dome gì đấy. Ê, mở kìa, mở cửa kìa. Vô đây. Cái đó là quá, mình phá cái tường la dê rồi. Mình phá tường la dê. Ủa, rồi đi được không vậy? Đây. Oh fuck. Cái này là nghe ở trên một trụ mà. Đây là gì đó, bóng này à? Đi vô, rồi hay. Đi vô luôn em ơi. Rồi, đây thôi, let's go. Rồi, đi lên, gắn vô em. Gắn thôi, rồi còn đeo gì người. Đi lên. Rồi một cái cuối cùng nữa. Nè bây giờ đánh boss nè. Nè Lão Nguyên ơi. Anh có cúp gỗ nè. Được. Ủa anh được gì phụ? Vô. Đánh luôn. Chơi luôn. Đi đâu quá. Đi chơi nào. Anh ơi, nó có 6 muối á. Né vòng tròn á. Ơi, phù thủy anh, nó target anh rồi. Né cái vòng tròn á. Thật sự mấy con nhỏ được rồi. Đánh mấy con này nè. Mày. Tao quýnh mấy con nhỏ, nó cũng cả thêm mấy con nhỏ mà. Anh giết tụi game anh đi. Em đợi giết tụi game. Cứ đánh mấy con. Mình cứ đi vòng tròn đánh á, Tài ơi. Ok. Em ra đi vòng tròn đánh thôi. Mấy con kia chạm như rùi á. Nhưng mà nó chạm vô người là hơi đau nha. Đúng rồi, mình cứ đánh trong chỗ. Cố lên. Ngửa cây máu rồi kìa. Cố lên. Chúng ta đừng làm đua đen nữa. Sai. Đông quá mày ơi. Đau. Một đội quân cái gì? Chết rồi. Hùng hậu à, nó kêu anh em nó đen kìa. Nó cũng có anh em rồi. Anh em đông lắm. Năm chín đi rồi. Đây, anh quay lại đây. Lụm đồ của anh đi. Chính anh Tài ơi. Anh đó. Mày. Ôi dồi ôi. Anh coi kéo nè thằng ơi. Anh coi kéo nè. Quýnh tí kéo đi. Cầm kéo quýnh đi em. Con chó này. Cắt nó. Mấy người em quýnh tí ai không? Cắt nó. Ôi dồi ôi. Ây da. Trời ơi. Nó thèm một chiêu anh em chết hết. Còn á. Nhiều mấy nhỏ vậy. Nhiều mấy nhỏ quá. Đông mấy thằng nhỏ quá. Từ anh đang tay kìa. Để buông. Anh ta vụ ra là đẹp. Ây da, tao cũng thằng Lão Nguyên rồi. Ừ, đang đi theo anh nè. Một đội quân màu trắng này theo anh.
Để anh. Ây da, quá nữa, chửi cái cục gì nó chửi xuống kìa, nó sắp chết rồi, cố lên. Anh đó, tay không luôn em ơi. Đánh mấy con nhỏ nó chịu hồi kìa, tay con keo nè. Anh đây, nó đang kìa, nó đang kìa. Nó sắp tay kìa, nó sắp tay. Đồ đêm đó. Con keo, anh con keo. Em có. Ây da, Bảo Quyền nó đánh tao. Lít con. Hay. Để em lại, lấy cho. Để anh bắn nha, không cố để anh bắn cho, không cố để anh bắn cho, lên đi em ơi, quay lại đây đâu vậy? Kiếm say này đã vô. Đánh hình bê vô á. Để anh bắn cho, để anh bắn. Đi bắn luôn. Bét, mày để anh. Bắn lên, boom. Let's go. Boom. Let's go. Tiếp dữ vậy. Quá đảo em ơi. Quá đảo rồi, hết sơ. Ê, nó nổ á. Giờ chạy nhau nổ đặt nhau đi vậy. Let's go. Rồi trắng bóc rồi. Đây là tác giả nè anh em ơi. Macedo và Lucinto. Trong đây có một tác giả nữ anh, Amy. Tác giả này hỗ trợ trang trí. Hỗ trợ Resort Park đây luôn nè. Nghe chật quá nè em. Ủa sao nó quay cái này ở đây nữa vậy? Đi vô trong đó, đi vô trong đó gì hết giới thường rồi, vô trong đó đi vô hết giới thường á. Rồi về rồi, let's go. Phá đảo rồi, phá đảo Free Fire rồi. Sao để mình phá đây vậy? Thôi đi dễ. Mấy kia té xuống đồ bôi rồi. Mấy kia té xuống đồ bôi rồi. Ủa mày đang đâu vậy?